Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Ok, right. Trước khi mình vô chương trình, các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không? Do you have any question? Yes, no, maybe. Đừng hù tôi, đừng nói sao. Yes. Don't scare me. Don't scare me. Đừng có hù tôi. Đừng có làm tôi sợ. Okay. Don't scare me. Don't act out. Cái này ngữ cảnh là sao vậy? Trang. Don't act out là đừng có biểu diễn ra hả? Đừng có lộ ra những cái gì đó hả? Beauty is only skin deep là thành ngữ đúng không? Cái thực sự không phải nó là thành ngữ. Và cái này nó một cái câu mà nó... Ây nha, yes, nó cũng như thành ngữ đi. Yeah, yes, I mean, like, một cái câu vậy thôi. Yeah, ý nó là làm như cái nét đẹp là chỉ cần nó trên da thôi. Nó không có nói gì mà sâu của con người hết đó. Yes, ngoài da chứ không phải trên da, ngoài da. Sẽ ơi, khi nào thêm S thì đọc this, ví dụ houses. Oh, khi nào thêm S thì đọc là this, hả? Huh? Không phải là this, nó là this, houses. Khi nào mà cái âm cuối nó là âm xì, ví dụ chữ house, right? And then số nhiều của house là houses. Chance, số nhiều của chance là chances. Branch, số nhiều của branch là branches. Yeah, so nó sẵn cái âm ch, với là âm s, huh? Thường thường vậy đó. What else? Yeah, nói chung là nếu nó có xì sẵn hoặc là nó có chờ sẵn thì nó là S thêm một âm nữa. Thường kia là vậy. Evie hỏi, it's 7 o'clock on the nose. Nghĩa là gì? On the nose là ngay cái mũi. Cái mũi mình là một cái thẳng băng luôn á. Làm như cái số 12 trên cái đồng hồ vậy, thẳng băng ở trên luôn. Cho nên, so on the nose là ngay lỗ mũi của đồng hồ là cái 12 đó. So 7 o'clock on the nose là đúng 7 giờ. Đúng 7 giờ, không có 7 giờ là 1, không có là 6 giờ 59. Đúng 7 giờ. Sẽ gọi heart phát âm gần hat hay hot không? No. Cái chữ heart này kéo dài ra heart. Ok. Cái chữ hat thì các bạn nghe khác rồi phải không? Và cái chữ hot cũng nghe khác nữa. So cái âm R trong cái chữ này nó kéo dài ra heart. Với lại hat, với lại hot. See? So hat với hot nó ngắn hơn cái chữ heart. Okay. Interesting. Phát âm in, những âm đầu tiên interesting. Okay. Interesting. Tris, đừng có tris. Nó nhanh là tr. Giống âm tr vậy đó. Interesting. Okay. Day với lại date là sao? Sure, day thường khi nó là thứ hai, thứ ba, thứ tư. Date thường khi là mùng 1, 12, 13, từ 5, 6, 7, 8, tới 31, tùy theo tháng. Ok. So, cái day là ngày gì? Date là... phát âm, sorry. Ok, phải quên. Okay. Day. Nó như chữ này. Day. Ok. And then, cái chữ này là date. Nó ngắn lại một tí. Date. Nín hơi lại. Yeah. So, chữ ở trên là day, là như Kyle á. Kyle Walker viết á. So cái chữ kế nó là date. So nhấn lại, nhấn lên cái date. Ok. Sĩ ơi, giờ mới học tiếng Anh lại từ đầu thì nên học phần nào? Hay ngang ngữ Pháp ạ? Các bạn học từ đầu lại đó thì lo cơ bản ngữ Pháp trước cái đã, rồi sau đó luyện nghe, luyện nói vậy thôi à. Chứ cái đó là cái con đường đơn giản nhất. Yeah, so học ít nhất phải biết tiếng Anh nó có gồm cái gì trong đó, làm như những cái chánh là như quá khứ, hiện tại, số ít số nhiều, những cái chữ ngắn, những câu ngắn gọn, xong rồi mới từ từ các bạn mới lên level, ok? Yeah, so ít nhất các bạn phải học cơ bản ngữ pháp trước đã, ok? Alright. Sư ơi, sao tâm luyện mãi chữ J, chữ J, chữ S luyện mãi không được vậy? No problem. Cái chữ J nó giống cái chữ J nhẹ. Sư hay nó là miền Nam Việt Nam lắm. Đấy.
So như đi chơi con chó rồi chờ của miền Nam á, những bạn miền Bắc cái âm chờ hơi mạnh tí xíu. Cái âm ch của tiếng Anh thì nó phải phung phung mạnh, phung mạnh. Ví dụ chữ job các bạn nghe nha, job right, cái âm ch chop các bạn nghe không, phung là mạnh lắm. So một cái là job, một cái là chop. Right. What else? SH, các bạn chỉ cần âm xì nó cái mà chu môi lên, ok? Sh. Chu cái môi lên. Sh. She vậy đây. Cái chữ giờ nó trong cái cổ họng á của người miền Nam hay hay nói chữ giờ trong cổ họng lắm, lại đi chơi, đi chợ, right? Like that. Con chó, right? Chứ không phải con chó, right? Con chó. Sau trong cổ họng á. Tại sao không hiểu tại sao Việt Nam học quy tắc đánh trọng âm trong từ nữa? Không biết là có quy tắc đánh trọng âm là sao? Trọng âm là nhấn vào một âm trong từ đó. Cái stress, tiếng Anh nó hơi rắc rối tí xíu là nó, các bạn nhìn cái chữ các bạn không có biết cái chữ nào các bạn stress hết á. Thật sự các bạn nhìn cái chữ không có biết cái chữ nào stress, mà cái khổ một cái là cái động từ đó, nó nhấn nhiều khi nó nhấn khác với cái danh từ nữa. Sẽ không biết nói làm sao, ngoài ra các bạn phải nhớ thôi hoặc là có kinh nghiệm nhiều rồi các bạn có thể đoán được vậy thôi, chứ không có một cái luật nào. Ví dụ ok, ví dụ cái chữ này đi, right. Các bạn nhìn thấy chữ này, các bạn người Việt Nam mình tại vì quen rồi, tại tiếng Việt của mình rất là dễ thương là nó hướng dẫn cho các bạn có dấu sắc dấu huyền để các bạn nhấn âm đó. Bệnh tiếng Anh đó, các bạn nhìn vô chữ này đa số các bạn phát âm nó là internet, right. Tại vì nó không có cái dấu rồi, internet thì thật ra nó là internet, nó là internet, nhấn âm đầu internet như thế. Thực sự không có biết cái không có cái luật, các bạn phải nghe nhiều luyện nhiều chứ không có cách nào hết đó. Cho nên các người bản xứ á, mà khi mà họ có trình độ level cao đó thì đa số chữ họ phát âm được, còn cái người bản xứ ví dụ họ không có đi học trường đại học hay gì đó, họ gặp những cái từ vựng cao thì họ không có phát âm được, cái đó là tiếng Anh vậy. Cho nên các bạn nói chuyện với người bản xứ, nên nếu các bạn giỏi tiếng Anh này đó, các bạn có thể biết cái trình độ của trình độ học của họ khi các bạn nói chuyện với họ. Không phải mà những cái lời họ nói chuyện hoặc là những cái hiểu biết, bởi những cái phát âm của họ nữa, nhiều cái chữ họ phát âm không được, tụi họ chưa thấy. Mà những bạn học cao hay gì đó họ có thấy rồi, nghe qua thì họ có biết những cái chữ đó. Ok. Nói nhiều chắc phản xạ. That's right. All right. Evie nói là it's like chemical thing. Nghĩa là gì? Let's catch up. Idiom hả? Yes. Let's catch up là hãy chúng ta hãy trao đổi những tin tức mới. Ok. Để cho trao đổi những tin tức mới. It's a chemical thing. Cái đó không có thành ngữ gì hết đó. Cái đó nó nói rằng là ok, đó là một cái chất hóa thôi à. Hóa chất. Còn let's catch up. Catch là catch nghĩa là bắt được, up là bắt lên những chuyện. Ok, let's catch up là rượt đuổi theo cái chuyện modern mới nhất của cuộc sống của các bạn. Sẽ gặp một cái người bạn cũ, cái sẽ nói oh my god lâu gặp quá, hôm nào đi uống cà phê đi, let's catch up là để share những chuyện mà update đó với nhau như sao. Alright, học ngữ pháp sao cho dễ nhớ, luyện nhiều. Có một bạn hỏi hôm kia trên Facebook, hỏi Siết, lại Siết nói này, Siết không biết cái người đó, tài thằng gái nè, he nói rằng đó là he học chuyên nghiệp tiếng Anh, chuyên môn tiếng Anh, and trong trường đi rất là nhanh gọn lẹ, làm như cô giáo thầy giáo lúc nào cũng thảy information cho họ đó, cho những học sinh sinh viên, and họ chịu không nổi luôn, họ ráo những ngữ pháp, họ 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 đẩy vào, họ
họ tấp nập vô học sinh. Thì sếp cũng hiểu rằng là cô giáo thầy giáo cũng phải có một cái lịch mà họ phải đưa ra hết để cho học sinh học. Và có một cái phần các bạn phải biết rằng khi các bạn học ngữ pháp, các bạn phải biết cái ngữ pháp gì dùng nhiều, cái ngữ pháp gì ít dùng. Cho nên các bạn học cái ngữ pháp dùng nhiều nhất trước hết để cho tập phản xạ, để cho quen thuộc nó. And then sau đó rồi các bạn mới học thêm những cái ngữ pháp mà ít dùng này kia kia nọ. Cái đó sao không có quan trọng bằng. Và nhiều khi giáo viên đưa ra những cái grammar, ngữ pháp mà họ không phân biệt là cái này là quan trọng hơn cái này, thì mình bị bỡ ngỡ rồi. Mình bỏ thời gian học những ngữ pháp mà không có dùng nhiều, mà mình không có bỏ thời gian cho những ngữ pháp dùng nhiều, cho nên các bạn bị bỡ ngỡ. Cái đó là suy nghĩ cái điều quan trọng mà khi học tiếng Anh, là các bạn phải biết là cái ngữ pháp nào là học nhiều. Để hôm nào chắc sẽ làm video nói về mấy cái phần đó. Alright. So, khi nào dùng alternate, khi nào dùng substitute? Oh my gosh, what else? Okay, alternate đó là một trong hai. Nếu cái kế hoạch A nó không có được thì mình dùng alternate là kế hoạch B. Okay. Làm như nếu mình đi đến con đường đó mà người ta đóng cái con đường đó thì mình đi vô hẻm vòng qua, thì cái đó là alternate route. Okay. Substitute dùng cho thay thế. Thay thế, ví dụ cô giáo mình bị bệnh thì hôm nay có một cô giáo khác nữa đến thay thế dùm, cái đó là substitute. Okay. Yeah, so alternate là hai con đường, hai cái gì nó khác nhau mà mình có thể đến một cái kết luận nào đó, một cái thành công nào đó. Substitute là thay thế, so hai cái đó khác nhau, vậy đó Hiếu. Alright, xích cho vài câu đi. Okay, sure. Okay, the alternate route is the ferry if we can't use the bridge. Okay. Alright, so cái con đường alternate đó là đi một cái phà nếu chúng ta không có băng qua cái cầu. Alright. This red pepper can substitute for the green pepper if you don't have it. Trái đỏ này có thể thế cho trái xanh nếu các bạn không có nó. Đây là những bạn nấu ăn á. Right. So, nếu các bạn không có cái gì đó thì các bạn thay thế cái đó vô. Vậy không có nước mắm hiệu này thì cũng có nước mắm hiệu khác, cái đó là substitute. Okay. He brings it to the table, là anh ấy đem cái gì đó đến để bàn luận. Table là cái bàn, anh ấy đem đến cái bàn để người ta làm gì, người ta ngồi bàn để bàn luận cái chuyện gì đó. Thì he brings it to the table, là anh ấy đem cái gì đó đến một cái kế hoạch. Okay. Alright, sĩ ơi, underground, subway, metro 2 khác nhau không? No, same, giống nhau hết luôn, tùy theo miền thôi. Mỹ dùng subway, người Anh hình như dùng underground với lại tube, người Pháp dùng metro. Người Anh cũng dùng metro nữa. Yeah. Sĩ ơi, để nói cái gì đó, mình dùng it's tough, cũng được phải không? Để nói cái gì đó. Yeah, cái này it's tough là nó rất là khó khăn. It's tough nó giống với cái it's difficult. Yeah, nó giống với it's difficult, nó khó khăn, cực nhọc. Okay. Tough là nó dai, nó chắc, khó làm cái đó gì đó. Okay, cái miếng thịt nó mà nó tough thì mình khó nhai. Cái người nào tough là cái người đó rất là khó tính. Yeah. Và một cô giáo hoặc là thầy giáo tough là cái người đó cho bài rất là khó. Yeah, so difficult. It's demanding, cũng nói cái đó khó không? Yes, it's demanding là demand là tiếng Anh là gì ta? Tiếng Việt là gì quên? Nó cần, hả? Demand là nhu cầu, yes. Cái gì mà nó nhu cầu mình quá thì sao, mình phải bỏ sức nhiều quá. Cho nên mình nói rằng my job is demanding, cái công việc của tôi cần nhiều nhu cầu, là sao nhiều cái sức của mình bỏ ra. My girlfriend is demanding, bạn gái tôi
rất cần nhiều nhu cầu, làm như phải cần này kia kia nọ, làm cho mình quái luôn. Yes, là demanding. Alright. Alright, I was overdosed with excitement. Tôi quá phấn khích. No. Không có overdose, overwhelm. Overdose là thường khi cho thuốc men, overdose. Hoặc là ma túy. Overwhelm. I was overwhelmed with excitement. Okay. Cái chớn tiếng Anh là gì? Là jerk. He is a jerk. Anh ấy là người cà chớn. Cái từ từ đó bạn gái cũ sức hay dùng cho sức. Thế ơi, cái bình nước 20 lít với kết bia tiếng Anh là gì? What? Ok. Bình nước 20 lít. 20 liter bottle là bình nước 20, là bình nước 20 lít. It's a 20 liter liter, sorry, 20 liter bottle. Ok. Kết bia, kết là mấy cái? Kết là mấy mấy cái lon bia? 24 hả? Oh gosh. 6, xin biết cái 6 là it's a pack. 24, I think it's called a case. Okay, so a case of beer. That's right, it's a case of beer. Okay, like a gut up. A case of beer. Okay, phê tiếng Anh là gì? Phê tiếng Anh là high. I am high. Tôi đang phê, tại vì tôi mới chích ma túy hay gì đó. Hoặc là tình yêu nữa. Yes, mình nói là oh, I am in love. I am high. Like that. Okay, high là đang phê, là đang lên trời đó. Okay. Yeah, I'm so high cũng được nữa. Yes, I'm so high. Luyện nghe qua xem phim như thế nào thì tốt. Xem cái phim mà trình độ của mình á, làm như mình mới học tiếng Anh, mình phải xem những cái phim cho đứa bé con nít. Học tiếng Anh lâu rồi thì mình xem cho những cái phim nào đơn giản, chứ đừng có xem những cái phim mà nó nhanh thiệt nhanh luôn. If you don't laugh, it just seems mean. Là gì? Nếu bạn không có cười thì nhìn rất là bạn ác ôn và không có vui tánh. Ý nó là vậy đó. Nếu bạn không cười thì nó nhìn giống là bạn người hung dữ. Ý nó là vậy đó. Ok. Overdose, sẽ giải thích là quá liều rồi. Cho ví dụ, I was overdose. Really? Sẽ cho hả? No, nếu như vậy thì sai. Nếu như này nói nhờ. I was overdosed by, I don't know, by gì ta? Medicine. No, I was overdosed by drug. There you go. Okay, yes. Yes. Okay. What else? Fella với lại good fella là gì? Ok, so cái chữ tiếng Anh nó có nhiều chữ cho bạn bè lắm. A fellow là bạn bè hoặc là một cái người đó bằng tuổi mình coi là ngang chàng với mình, có thể mình quen biết. Yeah, I like a fellow, he's a fellow. Tại I know cái người đó bằng tuổi mình. So cái người fellow là một cái người như mình quen biết hoặc là một cái người bằng tuổi mình vậy đó. Đấy. So nó nhanh á thì fella. Cái đó nó nhanh thôi. Làm như chữ going to thì nó thành gonna vậy đó. Ok. Good là cái người đó là good fellow đó, là good fellow đó. Ok, so cái người tốt. Like a good guy, a good buddy. Ok. Ok, còn buddy là bạn thân. Yes, bạn không có trịnh trọng. Nói chung là bạn chung tuổi, ngang hàng với mình. Like a buddy, yes. Không phải bạn thân. Usually just a friend. Yeah. Ok. Má lúm đồng tiền, nó tên là gì? Thiệt tình. It's called a dimple. Cái chữ này dễ thương lắm. A dimple. She has nice dimples. Số nhiều, right? Service job là nghề phục vụ hay làm gì? I'm not too sure. Service job in primary school hả? Sẽ không biết cái job gì nữa. Service job ở in primary school. Yeah, nó phục vụ mà không biết là ngành gì cho primary school. Practice với lại internship khác nhau như sao? Internship,
Internship là cái thời gian mà mình luyện tập cho bất cứ cái ngành nào, không có trả tiền nhiều, nhiều khi miễn phí luôn. Practice, cái chữ này nó hơi lạ tí xíu. Cái practice này đó là mình luyện tập, nói chung là mình làm cái gì đó, mình thử, mình họa sĩ, mình vẽ thử, mình practice trước, hoặc là mình múa hay gì đó, cái đó là hàng ngày cái chữ practice. Mà nếu cái chữ practice á, cái thực hành, cái chữ practice này đó mà mình dùng trong cái kinh doanh cho luật sư, nha sĩ, bác sĩ này kia cái nọ, a practice là một cái kinh doanh của họ. Ok. Ví dụ nè, he has a practice in the city. Anh ấy có một cái kinh doanh ở trong thành phố. Nào cái chữ này đó, nếu các bạn dùng cái chữ he has a business in the city thì bất cứ ngành nào mà cái câu he has a practice in the city, có thể ba ngành các bạn có thể đoán được thôi, hoặc có thể thêm vài ngành nữa, bởi nói chung là ba ngành chính là nha sĩ, bác sĩ hoặc là luật sư. Ok. Và cái chữ practice này dùng cho kinh doanh cho ba cái ngành đó. Right. Mụn là pimple hay là zit vậy? Oh gosh, cái chữ này, cái mụn thường khi á, it's called a pimple. Now, tiếng Việt của mình á, mụn là mụn, right? I mean, cái vụ u linh hay kêu bằng mụn lắm từ mặt, right? Bệnh Mỹ nó có hai cái từ, một cái là acne, một cái là pimple. Acne thường khi á, là cái mụn mà lên cái cục bự, cái sâu màu đỏ như lỗ mũi mình, hoặc là vài cục trên trán, hoặc là hai ba cục trên má mình á, nó kêu bằng cái đó là acne. Còn pimple là cái một chấm 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 hơi nhỏ nhỏ, nó kêu bằng khắp nơi một cái phần mặt nào đó, it's called pimple. Okay. Alright, so dude là gì? Dude là cái thằng đó, hoặc là cái anh chàng đó, vậy đó. Cái đó là không có trịnh trọng. Với cái từ không có trịnh trọng. Nói là ô cái thằng đó, hoặc là cái người đó, hoặc là nó dude. Okay. Nếu mình gọi người ta là hey dude là hey mày, sao mày, vậy đó. Alright, okay.